Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây đang có một số món đang chuẩn bị về vườn cây ăn trái sử dụng cho cây con này, để phun xịt cho nó phục hồi cây con, phun xịt cho cây mới sau khi mới trồng xong ấy, để cho nó phát triển tốt về thân cành lá này, giúp kích rễ này. Số này sẽ đi về Trà Vinh nhé, làm việc với cây ăn trái mới trồng. Cái này thì các anh chị có thể là hòa ra để phun trên lá và tưới gốc luôn. Đấy, một cặp như này các anh chị sẽ hòa được khoảng tầm 18 đến 20 lít nước để phun xịt trên lá cho nó và tưới gốc. Khi phun xịt trên lá các anh chị có thể là kết hợp cùng với những cái loại thuốc sâu rầy mà nó gây hại cho cây con ấy, để phòng ngừa những cái con đấy. Hoặc tưới gốc mình có thể kết hợp cùng với thuốc diệt sáp gốc và tuyến trùng để bảo vệ bộ rễ. Cái này thì phun trên lá nó sẽ giúp kích thích phát triển, kích thích ra rễ cực mạnh này, và giúp to thân mập đọt, phát triển về thân cành lá cho cây mới trồng này. Còn tưới gốc thì nó sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho cái rễ nó phát triển nhé, giải độc dưới gốc cho cây này, giải độc phèn, độc hữu cơ rồi đấy, đấy ngô độc hữu cơ phèn để giúp cho ra rễ mạnh này. Một cặp như này các anh chị sẽ dùng được khoảng tầm 20 lít nước nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em đang xem trên kênh em mà chưa có đăng ký kênh ấy, thì cũng có thể là bấm cái nút đăng ký màu đỏ bên dưới video này này, và bật luôn cái nút chuông thông báo lên, để mỗi khi mà em có video mới đăng lên ấy, thì cô chú anh chị em sẽ nhận được thông báo từ những cái video đó. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ.